Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dì Khả một lần nữa em ơi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục anh Evan, anh chính của thằng em trai miền Tây em ơi. Cũng là thằng em phụ dụng bang. Thì bây giờ chúng ta sẽ đã chuẩn bị được đầy đủ nguyên liệu này, 7 ca su với lại 150 một ca hoa hồng vàng xanh trắng rồi lục đỏ đậm xanh là đầu đỏ đỏ là đủ hết em ơi. Rồi chúng ta ép thôi, bắt đầu mua 1.000 này. Cái này gọi là Evan su em, gọi đơn giản là Evan su em ơi, giúp cho họ giỏi hạnh phúc này, 1.000 cái này. Rồi tiếp tục thì Khải vẫn anh Evan thì sẽ lên Hoa Sơn cảnh kỹ trường thôi em ơi. Rồi tiếp tục, anh em đang theo dõi đừng quên đỡ lại cho Khải một like cho sẻ hội cho em ơi, đừng quên đỡ lại cho Khải một like cho sẻ hội cho nha. À, cục 200 anh đưa cho xe anh mang rồi em ơi. Với lại anh thường giao dịch cho lại anh em hết rồi. Anh dư cái bộ cũ anh vứt cho anh em rồi. Anh xem cắn cái chưa. Chứ anh đâu có lấy. Ví dụ anh dư được bộ là anh cho anh em cắn luôn. Nhưng mà phải đổi cái bộ của Khải qua. Bộ Khải xài được hơn tuần á. Còn lại khoảng 10 ngày nữa đưa qua cho anh em xài. Đỡ ấp cho lại xe Khải luôn cũng được. Rồi vui nè. Cấp một cấp 97. Anh mắt Evan này chắc lên cấp 99 khoảng 100 anh em ơi. Evan này là 1 tỷ kinh nghiệm. Thì Khải nghĩ so với này chắc đồ ốc 99 thôi. Anh này anh cao lắm 99 thôi, 97 rồi. Nó cao lắm lên được 2 cấp. Vui nè. Cao lắm lên được 2 cấp anh em ơi. Thiên Sơn nè, cánh bên Thiên Sơn luôn nè. Lấy may mắn nè. Lấy may mắn nè. Ô, có một nhẫn nè. Có 200 xu rồi. Này tiềm năng nè em ơi, tiềm năng 200 xu. Ra dưới đây gần 200 cái rồi vẫn chưa có riêng thì tinh tinh hồng rồi luôn. Đây làm gì đâu chưa được tinh hồng nè, tinh hồng 300 xu nè, nhẫn này 200 xu nè. Chỗ chà gần 300 cái rồi. Rồi quay số quốc đi 98 này. Tiền thổ lộ quá trời. Trời, mặt nạ nữa nè. Tên Hóng Minh Thạch này, Hóng Thạch được 200 xu. Thì tên được 250. Ồ, 200 thì tên nữa. Nhẫn kỹ năng tiềm năng rồi đâu. Vỡ vốn rồi, nhẫn kỹ năng tiềm năng rồi vỡ vốn rồi. Hàng sử dụng đến tháng 6, 3 tháng sau rồi. Mặt nạ này giờ gấp lên cấp 99 nữa mà. 99 là 10% nữa mà. Không được cấp 100 nữa. 99 là 10%. Ôi 500 cái rồi nè mày. 500 cái mới ra được gì vậy. Cũng què vậy. Không có luôn nè mày. Quái đạn thiệt. Gần 500 cái rồi. Hơn 500 cái rồi. Nhìn thiệt tin. Nó lộ nhẫn một cặp nè. Ok nè. Cặp nhẫn nè. Nhẫn được 60 xu. Một cái tiềm thì 200, còn kỹ là 400 nè mày. Ôi chủ yếu kiềm thì tinh tinh hồng nè mày. Tiềm thì tinh tinh hồng nè mày. Chín chín nè. 300 cá nữa. Ôi cái này chắc 99, 80% nè mày. Đồ thì tinh hồng ít dữ ơi. Anh gần 1.000 cái mới 4 viên thị tinh nè. 800 cái nè. Tiền thổ lộ. Trời ơi, nè. Quá tử, bạn này ít quá tử nè mày. Quá tử ít quá toàn tiền thổ lộ bạn nào không. Ui, cho họ toàn tiền thổ lộ không vậy. What the hell. Ok, một nhẫn nữa đây. Cái này là được 200 xu nữa nè. Rồi chúng ta cùng coi thử lời hay lỗ nè mày. Sắp mạnh rồi. Đầu hôm nay nhìn chất lượng rương này chắc toàn nữa nè mày. Lại là 4 viên thị tinh. Đây cất tiền thân lộ của người mươi vào trong hết rồi. Rồi còn cái lời lỗ này lên được 4 kim không, thu được hơn 4 kim không, dịch
Đằng này tiếng lo quá trời nha. Mà em tụng vậy. Mấy bình? 2, 4, 6, 8, 11, 14, 13, 16 bình. 16 bình là 320. 16 bình là 320 xu này. Mỗi bình 20 xu nữa mà. Ở đây 4 bình này. 4 bình được 400 xu. Cầm 400 700 nè. Viên tinh hồng 300. 1k 4 viên tinh cho 1.000 nè. 4 viên tinh cho 1.000 nè. Là 2k 2k 20. Cặp nhẫn được 600. 600 với 1 nhẫn lẻ nữa là được 200 nữa là 800. 2 kim 8 kim 8 rồi. Phóng binh 2 cái là cho 400 xu rồi. 3 kim 2. Rồi 3 kim 2 rồi đã khui rồi nè mày. Khui cái cuối cùng à. Rồi ok nè mày. Bộ trang sức thì khải cho chứ không có tính tiền nè mày. Bộ trang sức thì ở ngoài bán cũng 300 xu nè mày. Rồi 3 kim 2 nè. Khui cái cuối cùng nè. Ok có thêm chiến mã 250 xu nữa nè. Cộng này 250 này, 3 kim 4. Bộ trang sức này. Bộ trang sức này. 2 kim 4 này. Ui. Đồng viên thủy tinh nữa. Ngon, 250 xu nữa. 3 kim 7. Rồi, 3 kim 7. Ô, được con boss, được 200 xu nữa. 3 kim 9. À, ok. Cá nhân được 200 xu nữa. Được 4 kim nữa chứ. À, con này ăn lời được 500 xu. Cái này lời được 500 xu nè mày. Hơn mở phát cuối được ngựa được boss. Cái này được lời 500 xu nè mày. Hơn quá. Cái này lời được 500 xu. Rồi, cái này có lời là ok, có động lực đánh rồi nè mày. Có động lực anh Yên Quỳnh tiếp cho anh em này. Anh này lời được 500 xu nha. Lời được con boss, lời được con ngựa nè. Lời được boss, lời được ngựa nè. Túi tới giao dịch được nha em. Túi tới giao dịch được nha em. Này lời được 500 xu, cái bộ này được hay giao dịch qua một bộ mới. Bộ cũ chứ. Này là nơi trong xu phát cuối mở được viên tinh hồng nữa nè. Mua viên thủy tinh nha. Rồi à, ok. Đợi chút, đợi chút. Nhưng mà năm đọc rồi, con ghi full rương rồi. Đâu rồi? Trên mình tay, đâu con năm đọc mà nó có tiêu rồi. Đâu. Không động em ơi, con này phun rương rồi. Úp 99 gần úp 100 rồi. Úp 100 cho nó rồi. Cái sẽ đưa cho nó một cái bộ khác. Con này là được 500 xu. Được khải khải lấy cho nó một bộ trang sức nữa mà. Được khải đổi cho nó một bộ trang sức. Đấy nha. Trang sức này. Đó em bộ trang sức được hay không? Đi nộp cho nó cái vai này nè. Ếch này úp được 2 cấp, gần 3 cấp. Sẵn này nộp mình ăn như bình, sẵn nộp top băng anh em luôn đây. Gần 60k nè. Đây nộp như. Chưa nộp ếch nào, chưa nộp cái nào luôn. Hôm qua chỉ được 468 cái thôi mà. 300 nè. Được 60k rồi. Thôi 6k thôi lên top 4 nè mày. 8k lên top 4 cố lên. 8k nữa top 4 cố lên. Ây dạ nó nói tiếng gì đây. Túi tớ vẫn giao dịch nè mày. 8k nữa lên top 4 anh em cố lên. 5 ngày nữa. Rồi khả lắc bạc hãy cho nó bộ trang sức à. Bộ trang sức bên con cung lồn đổi cho nó bộ trang sức. Cái này là ăn thua nè. Ăn thua nên là không lỗ máy nữa mà. Nếu mà anh em tự ăn 7 kim thì chắc sẽ xác định là lỗ sắc mặt luôn. Không lời được đâu. Xác định lỗ sắc mặt luôn. 30
Rồi ok, có bộ rồi. Bộ này thì con này thì nó coi con này lấy con thiên nhẫn thì nó lấy khá tất cả, còn mình có dư khá tất cả, còn có dư khá tất cả. Con này không có khá tất cả rồi, mình đang dư sinh lực đây. Vũ có lấy sinh lực không này? Ngày 10 tháng 4 cuộc sinh lực ngày 10 tháng 4 và 12 giờ. Vũ có cục kháng tất cả không em? Đổi này em ơi, đến đổi cho này. Con này thì con thiên nhẫn nó cần kháng tất cả chứ nó không cần sinh lực. Thì bên này khá là không có. Cho thiên nhẫn nó với cục kháng tất cả. Vũ ơi đổi cục sinh lực nè Vũ ơi. Vũ đâu rồi? Vũ ơi đổi cục kháng tất cả lấy sinh lực. Vũ đâu ta? Thương Dương Nhâm Môn đi đổi này em ơi, đổi chứ không có bán. Em có kháng tất cả đưa ra. Anh cho thiên nhẫn nè. Em có kháng tất cả không? Em đưa đây, đưa cho cục sinh lực mới luôn này, mới mở luôn này. Có cục kháng tất cả không? Rồi khả đổi cho nó cái cục kia nè. Hello này mới vô nha, hello người nha. Tí nè khả đi đổi cho nó, cho nắm bộ trang sức luôn. Đâu? Vũ đâu? Vũ có đứng nơi không? Ở dưới em ơi. Mới luôn á, cục mới luôn á. Em đưa cục kháng này. Ô, cục kháng em cũng được 10 ngày ok á. Cho thiên nhẫn được á. Thiên nhẫn nó cần kháng thôi mà, máu nó không cần đâu. Phải đưa cho nó bộ kháng cả 10 này. Bộ này mấy thằng anh Evan là nhiều khi người ta lấy luôn á. Còn đây mình cứ đưa cho anh em cắn đi. Mình được không nó hết hàng cũng vậy nữa mà. Đi bán thì có vài trăm xu, 200-300 xu. Còn nó bắn mắt thì 500 xu nè. Đây cho anh em cắn. Rồi. Ok rồi. Ok ok em ơi. Có anh em chia sẻ cho. Dư mà, dư cục sinh lực mà. Rồi. Thêm kháng cả 10 nữa nè. Này, này. Ok chưa? Này em cho xem làm như làm đi. Xét tôi dán đi vượt ái này. Đó, may mắn nè. Rồi. Ok anh em ơi. Và video này Khải đã ăn thành công ạc của thằng em trai miền Tây anh em ơi. Rồi ngày mai nó sẽ up cấp lên cấp 100 nè. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video và đừng quên đổ lại cho Khải một like, chia sẻ, ủng hộ video chơi anh em ơi. Và tiếp tục những video sau thì Khải có anh cho ạc nào trong bang thì Khải sẽ up lên cho anh em xem nha. Và ở video này thì con này thì anh không lỗ lắm anh em ơi. Con này thu được 4 kim. Thì nói chung là lời được 500 xu. Lời 500 xu với lại cho thằng em được bộ trang sức anh em ơi. Bộ trang sức 10-12 ngày cũng khá tương đối. Rồi